Dạ, xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Bonsai Cần Thơ. Và hôm nay kênh Bonsai Cần Thơ sẽ mời quý cô chú anh chị về với Bến Tre, chợ lách Bến Tre nha quý cô chú anh chị, một trong những cái vườn mai kiển. Thì hôm nay kênh Bonsai Cần Thơ sẽ giới thiệu cho quý cô chú anh chị một số cái cây mai kiển mini nha quý cô chú anh chị. Đây là những cây mai thì hôm nay về sẽ có Ngọc Hăng sẽ giới thiệu cho quý cô chú anh chị từng cây luôn. Nó sẽ có báo giá trực tiếp luôn quý cô chú anh chị ơi. Bây giờ chúng ta sẽ gặp Ngọc Hăng để giới thiệu với cô chú anh chị một số cây để chúng ta có thể giao lưu ạ. Rồi, chào Ngọc Hăng ơi. Dạ, em chào anh ạ. Dạ, chào quý cô chú anh chị gần xa đã đang theo dõi kênh Bonsai Cần Thơ ạ. Dạ, hôm nay thì bên vườn em gửi tới quý cô chú anh chị gần xa một số giống mai mini thành phẩm để chơi Tết. Như gồm có chậu Phú Tân, Đại Lộc, Cúc Bi Tiên Sinh, cúc dị đỏ, mai quán cúc 150 cánh ạ. Và tất cả là được bao ship có toàn quốc ạ. Và em cũng xin giao lưu qua số điện thoại là 0398928467 ạ. Dạ, vô cây đầu tiên của clip thì là cây giảo Phú Tân. Em để là tại từ bắt ở ngoài vô nó thành ra và đi ngược lại từ số lớn tới số nhỏ. Dạ, cây mã số 30B là cây giảo Phú Tân ạ. Giảo Phú Tân. Hôm nay vườn của Ngọc Hăng sẽ giới thiệu cho quý cô chú anh chị một số loại ha. Rồi trước tiên là mã số số 1 hả ha? Dạ 30B. Ủa, anh xin lỗi. 30B. 30B chúng ta đi ngược chút xíu nha quý cô chú anh chị. Dạ. Quan trọng là có những cái cây mai đẹp mini giá hữu giá hợp lý cho quý cô chú anh chị có thể giao lưu ạ. 30B. Rồi cho anh xin cái thông số đi Ngọc Hăng ơi. Dạ, hoành là 13. Rồi, hoành 13. Đó, cái đế nha quý cô chú anh chị. Giờ cũng rất là cụ thể. Dạ, chiều cao là 63. Rồi, cao 63. Tán ngang là 48 ạ. Rồi. Dạ, cái dạo Phú Tân mã số 30B này vườn giao lưu giá là 500, bao ship có toàn quốc ạ. Giá 500, bao ship có toàn quốc. Rồi, mình đổi cây luôn đi ha. Tiếp theo là mã số 2, ủa, 29. 29. Dạ. Mã số 29B là một cặp cúc bi tiên sinh. Cặp gì em? Cúc bi tiên sinh. Cúc bi tiên sinh hả? Dạ. À, cái giống nghe dạ, rất là độc đáo. Dạ, từ 24 tới 36 cánh. Dạ, cho anh coi hai cái gốc nè. Cái này là mình quấn á. Thế này, dạ, đúng rồi. Cây ghép. Quan trọng là cái đế đẹp này quý cô chú anh chị. Dạ. Đó, quý cô chú anh chị có thích thì liên hệ cho Ngọc Hăng nha. Đó. Dạ, cây ghép thì cái thân cây này ghép cây ấy là thành ra cổ khoảng ngón tay nhỏ hơn ngón tay út nha. Rồi. Cái ghép mini. Rồi một cặp gì là mình giao lưu nhiêu ha? Dạ cặp này em cặp 29B là giao lưu với giá là 250, bao ship có toàn quốc ạ. 250. Em cho anh xin thông số sơ sơ gì nữa đi. Dạ chiều cao là 33. 33. Dạ. Rồi. Rồi mình đổi cây luôn ha. Dạ. Cây mã số 28B. Là một cây 28B. Nhị đỏ. Cây gì em? Cây cúc nhị đỏ. Cúc nhị đỏ. Dạ. Rồi. Bông vàng nhị đỏ quý cô chú anh chị ơi. Đó, một giống mai rất là lạ. Nói chung là chắc rất là độc đáo quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị nào mà thích sưu tầm những cái giống mai á thì có thể liên hệ cho Ngọc Hăng ha. Rồi cho anh xin thông số luôn đi Hăng ơi. Dạ. Quanh là 10,5. Rồi quanh 10,5. Chiều cao là 32. Cao 32. Tàng ngang là 34 ạ. Rồi. Dạ cây mã số 28B cây cúc dị đỏ này em giao lưu với giá là 350, bao ship có toàn quốc ạ. 350, bao ship có toàn quốc mã số 28B. Rồi, đổi cây luôn ha. Dạ, mã số 27B. 27B. Là một cây cúc bi. Cúc bi mã số 27B. Đó, cái gốc là quý cô chú anh chị. Rồi cho anh xin thông số nữa ha. Dạ hoành là 12. Rồi hoành 12. Dạ chiều cao là 43. Rồi. Tàng ngang là 28 ạ. Dạ cây mã số 27B này cây cúc bi tiên sinh em giao lưu với giá là 250. 250.
Cúc bi tiên sinh. Rồi. Rồi mình đổi cây luôn. Trời dịu mát xuống là dạ rồi. Cây mã số 26B. 26B. 26B cũng là một cây cúc bi ạ. À. Rồi, cúc bi 26B quý cô chú anh chị ơi. Cúc bi này là bông nó làm sao em? Bông từ 24 tới 36 cánh. À, 24 là bông vàng. Rồi cho anh xin thông số luôn đi. Dạ, hoành là 10,5. Rồi, hoành 10,5. Chiều cao là 33. Cao 33. Tàng ngang là 33. Rồi. Dạ. Dạ, cây cúc bi này mã số 26B em giao lưu với giá là 350, bao ship code toàn quốc ạ. À. 350, bao ship code toàn quốc. Rồi, đổi cây luôn. Dạ, mã số 25B là một cây cúc nhị đỏ. Cúc nhị đỏ mã số 25B. Bông vàng nhị đỏ nha. Bông vàng nhị đỏ ha. Tới 36 cánh. Bông vàng nhị đỏ lá xanh luôn ha. Dạ. Rồi cho anh xin thông số đi. Dạ, hoành là 9,5. Rồi, hoành 9,5. Chiều cao là 39. Rồi, 39. Tàng ngang là 34 ạ. Rồi. Dạ, cây mã số 25B, cây cúc nhị đỏ này em giao lưu với giá là 350 ạ, bao ship có toàn quốc. 350 và ship có toàn quốc. Đọc số điện thoại là giùm anh cái đi ha. Dạ, giao lưu qua số điện thoại là 0398928467 ạ. Rồi. Rồi mình đổi cây luôn ha. Theo cặp 24B là một cặp cúc bi tiên sinh. 24B cúc bi tiên sinh. Và gốc rất là quái luôn nha. Ừ, để anh coi cái gốc. Đó, gốc quái với cô chú anh chị ơi. Đó, cây nào cũng vậy luôn. Ý, bên này có cái cây nó cái đầu nè. Đó, rất là độc đáo nha. Quý cô chú anh chị nào có mua thì liên hệ cho Hăng nha. Rồi. Em đo thấy chiều cao thôi nha. Chiều cao anh. Dạ, chiều cao là 30 ạ. Cao 30. Dạ. Cây cặp 24B cúc bi này em xin giao lưu với giá là 250 một cặp ạ. À. Bao ship code toàn quốc. À, 250 một cặp quý cô chú anh chị ơi. Bao ship code luôn. Dạ. Rồi, đổi cây luôn Hăng ơi. Dạ, cặp 23B là một cặp bạch mai mini. Đây. Bạch mai. Đó là. Để được cuốn kiểu là so luôn. Đó nè, cho quý cô chú anh chị xem nè. Đó, coi cái đế rồi. Vậy là em quấn đế hết luôn ha. Dạ đúng rồi. Đó. Từ từ cho anh coi cái đế, cho quý cô chú anh chị xem cái đế đi ha. Cái này thì tại vô phong rồi nó. Nó bị lấp lại phải không? Dạ. Nhưng mà cái đế cũng quấn ở bên kia dạ, luôn phải không? Đúng rồi, cũng quấn dễ toàn bộ hết luôn. Ờ, nó. Cái này mà nuôi lớn lên là rất là đẹp á. Rồi cho anh xin thông số đi ha. Dạ, chiều cao là 20. Rồi, cao 20. Cây ghép mini nó hình ra cái thân này thì nó cũng còn bé nha quý cô chú anh chị. Rồi. Dạ, cặp 23B, cặp bạch mai này giao lưu với giá là 200, bao ship có toàn quốc ạ. À. Rồi, 200, bao ship có toàn quốc. Rồi, mình đổi cây luôn ha người. Mã số tiếp theo quý cô chú anh chị ơi. Dạ, mã số 22B là một cặp đại lộc. Đại lộc. Đại lộc mini. Cây thì rễ thì cũng quấn rễ hết luôn. Cây này Tết là có bông không được? Dạ có bông anh. Dạ như là Tết mình chơi mini được luôn đó ha. Dạ đúng rồi. À. Đó, cái đế cũng quấn luôn phải không? Dạ. Đó, rất là độc đáo với cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị nào có yêu thích đại lộc với mai quấn có cái đế đẹp nè. Chơi mini thì liên hệ cho Ngọc Hăng nha. Rồi cho anh xin thông số đi Hăng ơi. Dạ chiều cao là 24 ạ. Cao 24. Dạ. Dạ cặp 22B đại lộc này em giao lưu với giá là 200, bao ship có toàn quốc ạ. À. 200. Mã số ấy. Dạ 23B. 23. Ủa 22B. 22B. Dạ. Rồi mình đổi cây luôn. Một cặp đại lộc mã số 22B. Rồi tiếp theo là mã số 21B. 21B cũng là một cặp đại lộc luôn ạ. À. Rồi. Đây. Đế của nó. Đây cho anh cho cái đế. Cho quý cô chú anh chị xem bộ đế cái nha. Nè quý cô chú. Đó, đế rất là đẹp nha. Đế VIP luôn nha.
đại lộc. Rồi anh xin thông số luôn. Cái này là mấy cái cặp này mình quấn hết luôn ha. Dạ. Dạ chiều cao là 27. Rồi cao 27. Dạ cặp 21B đại lộc này em cũng giao lưu với giá là 200, bao ship có toàn quốc ạ. Rồi 200 bao ship có toàn quốc luôn. Rồi mình đổi cây luôn ha người. Mã số tiếp theo quý cô chú anh chị ơi. Dạ mã số 20B là một cây cúc nhị đỏ. Cúc nhị đỏ. Bông vàng nhị đỏ lá xanh. Thơm ngát luôn nha. Dạ. Dạ. Cây mai này hay quá. Đấy xu hướng của hồi xưa hả? Rồi, cho anh xin thông số đi. Cúc nhị đỏ. Mai quý cô chú anh chị. Dạ hoành là 10 18. Em lấy cho chị em đo ngược lại cho quý cô chú anh chị dễ xem. Ừ. Đây. Rồi, lấy cục tên 17 đi. Rồi 17. Dạ cao là 52. Rồi. Ngang là 56 ạ. Rồi. Dạ. Dạ cây dây đỏ mã số 20B này giao lưu với giá là 800, bao ship có toàn quốc ạ. 800 bao ship có toàn quốc quý cô chú anh chị ơi. Rồi mình đổi cây luôn ha người. Mã số 19. Cặp 19B là cặp mai đại lộc. Mai đại lộc mã số 19B quý cô chú anh chị ơi. Mai này mình cũng quấn rễ luôn á. Dạ, mai quấn rễ nè. À quấn con rồng ha. Là so à. Là so. Anh nhìn con rồng nó quấn. Nè quý cô chú. Đó, quấn rễ nè. Đó, nhìn đẹp ha. Đó, cái này quý cô chú anh chị nào mà yêu thích những cây mai mini là mua mấy cây này về chơi rất là đẹp nha. Mã số 19B. Dạ. Rồi cho anh xin cái thông số đi ha. Dạ chiều cao là 25. Rồi cao 25. Dạ. Cặp mã số 19B này giao lưu với giá là 200, bao ship có toàn quốc ạ. Dạ 200. Dạ. Rồi. Đổi cây luôn ha. Mã số tiếp theo. Là cây 18B là một cây bạch mai. Bạch mai 18B. Rồi, mã số. Dạ 18B là 18B. Cây bạch mai ạ. Rồi, quay vòng đi ha. 18B nha quý cô chú anh chị. Rồi, mình xin thông số luôn đi ha người. Ôi cây này ôm nụ rất là nhiều luôn này nha quý cô chú. Rồi. Cây này Tết chơi luôn ha. Dạ hoành là 9. Rồi, hoành 9. Chiều cao là 39 ạ. Rồi. Ngang là 35. Rồi. Dạ cây mã số 18B này em giao lưu với giá là 350, bao ship có toàn quốc ạ. 350, bao ship có toàn quốc. Rồi mình ở cây luôn đi ha. Dạ cây 17B cũng là một cây bạch mai. Rồi 17B với cô chú anh chị ơi. Ô cây này ôm nụ. Cái này nó hoa nhiều lắm luôn á. Chuẩn bị chơi Tết là mua mấy cây này về nha quý cô chú anh chị. Rồi thông số luôn đi hai người. Cái này hoành gốc thì chắc cỡ bằng ngón tay thôi nha quý cô chú. Rồi, khỏi đo nha. Rồi. Dạ chiều cao là 26. Rồi cao 26. Tàn ngang là 42 ạ. Rồi. Dạ cây mã số 17B bạch mai này giao lưu với giá là 300. Bao ship có toàn quốc ạ. Rồi. Rồi đổi cây luôn hả người. Dạ cây 16B cũng là một cây bạch mai. Bạch mai 16B. Rồi thông số luôn hả người. Dạ hoành là 6,5. 6,5. Chiều cao là 33. Rồi. Tàn ngang là 21 ạ. Dạ cây mã số 16B này giao lưu với giá là 250, bao ship có toàn quốc ạ. 250 bao ship có toàn quốc. Này là bạch mai hả? Dạ bạch mai. Rồi, mình đổi cây luôn. Mã số tiếp theo quý cô chú anh chị ơi. Dạ mã số 15B cũng là một cây bạch mai luôn.
Mệt mai này mệt mai đọc trắng nha quý cô chú. À đây, đây mệt mai này quý cô chú anh chị. Đó, nó đọc trắng như vậy đây. À, cái gốc nó thấy cũng cute ha. Rồi thông số luôn nữa ha. Dạ, đây. Hoành là 9 ạ. À. Rồi hoành 9. Chiều cao là 40. Ngang là 32 ạ. À. Dạ cây mã số 15B, cây bạch mai này giao lưu với giá là 300 bao ship code toàn quốc ạ. À. 300 bao ship code, mã số 15B quý cô chú anh chị ơi. Rồi mình đã cây luôn ha. Tiếp theo là mã số 14B. Mã số 14B là cây cúc bi. Cúc bi. Một cây cúc bi quý cô chú anh chị ơi. Rồi thông số này ha. Dạ hoành là 14 rưỡi. Hoành 14 rưỡi. Rồi. Dạ chiều cao là 47. Ngang là 36 ạ. Dạ cây mã số 14B này giao lưu với giá là 550 bao ship có toàn quốc ạ. 550 quý cô chú anh chị ơi. Rồi đỡ cây luôn. Tiếp theo là mã số 13. 13B là cây dảo Phú Tân. 13B dảo Phú Tân quý cô chú anh chị ơi. Phú Tân thì bông 12 cánh. Rồi coi cái đế cái gì quý cô chú anh chị ơi. Đây cái đế đây. À rồi, thông số này ha. Dạ hoành là 12. Hoành 12. Chiều cao là 46. Rồi, cao 46. Tàn ngang là 45. Rồi. Dạ cây mã số 13B giả Phú Tân này giao lưu với giá là 350 bao ship có toàn quốc ạ. 350 quý cô chú anh chị ơi. Rồi, mình đổi cây luôn. Tiếp theo là 12B. Cây 12B này là một cây cúc thọ hương. Cúc thọ hương. Cái này hai chân. Dáng đứng vững chãi ha. Hay rồi thấy không? Đứng như một vị anh hùng á. Rồi, cho anh xin thông số đi. Dạ, hoành ở đây là 21. Rồi. Em đòi dưới đây nha. Đòi cái chân nữa đây. Dạ. Đòi cái chân. Cái cô dạ. Hai cái chân nó là 34. 34, em đòi cái chân nó dài nhiêu vậy? Cái đây hả anh? Dạ, 14. Rồi, 14. Ừ. Dạ, chiều cao là 60. Rồi. Tàn ngang là 51 ạ. À. Rồi. Dạ cây mã số 12B cây cúc thọ hương này giao lưu với giá là 800 bao ship code toàn quốc ạ. À. 800 dạ, bao ship code. Dạ cũng 10... giao lưu qua số điện thoại là 0398928467 ạ. À. Rồi. Đó cây luôn ha. Mã số tiếp theo. Theo cây mã số 11B là một cây cúc bi tiên sinh. Cúc bi chiên sinh. Cúc bi nãy giờ lên là từ giá nhỏ nhỏ lên tới lớn lớn nha. Cho quý cô chú dễ lựa chọn ạ. À. Đủ xây đủ loại luôn ha. Dạ. Dạ. Quý cô chú anh chị dạ, mua hãy liên hệ cho Hăng ha. Rồi cho anh xin thông số đi Hăng ơi. Dạ cái bé. Dạ hoành là 16 rưỡi. Rồi. Chiều cao là 48. Rồi. Tàn ngang là 35. Dạ cây cúc bi mã số 11B này giao lưu với giá là 800 bao ship code toàn quốc ạ. À. 800 cúc bi. Bao ship code luôn quý cô chú anh chị ơi. Rồi, đổi cây luôn ha ơi. Mã số tiếp theo. Mã số 10B. Dạ, là cây mai quắn ạ. À. Là mai tự quấn luôn.
Mai từ quán rồi quay mang một vòng. Thần uống lượng, còn ấy thì nhánh của nó thì từ quấn, còn đây nè, lượng của nó rất là nhiều luôn. À, đây nó quấn, cái nhánh nó quấn gì đúng không? Dạ, nó quấn tự nhiên. Quấn uống lượng ha, ngọt ha. Rồi cái nụ bông rồi nó lên lên như vậy đúng không? Dạ. À. Cái thân thì nó uống lượng nè. Dáng như dáng lông vậy ha. Lắc lượng. Đế đó, cho quý cô chú anh chị dễ xem nha. Rồi cho xin thông số đi ha. Dạ quanh là 15 rưỡi. Rồi quanh 15 rưỡi. Dạ chiều cao là 72. Rồi cao 72. Tầng ngang là 33. Dạ cây mai quán mã số 13 này em giao lưu với giá là 2,5 triệu bao ship có toàn quốc ạ. 2,5 triệu bao ship có toàn quốc. Rồi mình đổi cây luôn hả ơi. Tiếp theo là 9B. 9B cũng là một cây mai quán. Mai quán luôn quý cô chú anh chị ơi, mã số 9B. Cái này là nó có muốn nở hoa luôn rồi đó. À nó có hoa này luôn. 2,5 triệu. Rồi cây này để bông gì đây ha. Đó bông này quý cô chú anh chị. Đó, ở cây nó quấn nè. Thân thì nó quấn quái ha. Bông thì cũng đẹp đó quý cô chú anh chị ơi. Đó giờ xoay mạnh vòng luôn. Phải. Mã số 9B nha. Số 9B. Rồi. Dạ hoành là 18 nha. Để nó lại. Dạ đây. Rồi hoành 18. Dạ cao là 43. Rồi 43 chiều cao. Tàng ngang là 35. Dạ cây mai quán mã số 9B này em giao lưu với giá là 1,5 triệu bao ship có toàn quốc ạ. 1,5 triệu bao ship có toàn quốc mã số 9B. Cây này là mua về là hoa mà chơi luôn tới Tết á. Bây giờ mua về là nó nở lần tới khi nào lật lá tới Tết đó là nó nở ra nữa. Rồi, đợi cây luôn hai người. Rồi, tới 8B. Dạ, 8B dạo là một cây cúc thọ hương. Cúc thọ hương. Giờ mình tưởng là dạo phú tăng, cúc thọ hương. Tàn thì tùm luôn ha, xum xê luôn. Kính tàn luôn. Ừ. Uống về nhạo rồi hết luôn ha. Dạ. Rồi xem anh dòng nó đi. Rồi, mình xin thông số nha. Dạ này. Hoành 10 gần 12. Rồi, hoành 12. Gần 12. Chiều cao là 39. Rồi. Tàn ngang là 42. Rồi cây này mình giao lưu sao? Rồi cây này giao lưu sao anh ơi? Dạ cây mã số 8B này em giao lưu với giá là 700 bao ship có toàn quốc. Rồi, rồi mình đổi cây luôn. Tiếp tục mã số. Số 7B là một cây mai đại lộc. Mai đại lộc mã số 7B. Đọc số điện thoại lại cái đây anh ơi, cho quý dạ. Cô chú dễ liên hệ. Dạ giao lưu với số điện thoại là 0398928467 ạ. Dạ. Rồi thông số luôn này ha. Dạ hoành 18,5. Rồi hoành 18,5. Chiều cao là 56. Tàng ngang là 32. Dạ cây mã số 7B này giao lưu với giá là 800 bao ship có toàn quốc ạ. 800 mã số 7B. Rồi mình đổi cây luôn ha ơi. Mã số tiếp theo. Mã số 6B là một cây cúc thọ hương. Cúc thọ hương. Cúc thọ hương quý cô chú anh chị ơi. Rồi thông số luôn đi ha.
Dạ hoành là chín. Hoành chín. Chiều cao là 23. Rồi. Ngang là 30. Dạ cây mã số 6B này giao lưu với giá là 350, bao ship có toàn quốc ạ. 350, bao ship có toàn quốc. Rồi mình đổi cây luôn hai người. Mã số 6B. Tiếp tục là mã số 5B. Dạ mã số 5B là một cây mai quắn. Mai quắn quý cô chú anh chị ơi. Mai quắn này ba chân. Ba chân chụm lại thành hòn núi cao luôn nha. Này cây này cũng có nụ nha. Bông này cũng còn muốn nở rồi nha. Đâu đâu. Để nó nấp ở trong này. Nó trốn trong rồi. Dạ. Nè. Đó. À, đó cái nụ nó bự quá nè. Dạ. Nó trốn rồi. Nó trốn. Rồi, cho thông số luôn nè. Dạ hoành là 14,5. Rồi, 14,5. Cao là 29. Rồi. Ngang là 28 ạ. Dạ cây mai quắn mã số 5B này giao lưu với giá là 800, bao ship có toàn quốc ạ. 800, bao ship có toàn quốc quý cô chú anh chị ơi. Rồi mình đổi cây luôn ha. Dạ mã số 4B. 4B. Mai Đại Lộc. Mai Đại Lộc mã số 4B. Rồi coi cái gốc cái hàng này, sang dòng. Rồi, thông số luôn ha. Dạ hoành là 17. Rồi, hoành 17. Dạ cao là 51. Rồi. Ngang là 47 ạ. Dạ cây Đại Lộc mã số 4B này giao lưu với giá là 800, bao ship có toàn quốc ạ. 800 mã số 4B. Đọc số điện thoại là cái đấy hăng ơi. Dạ số điện thoại là 0398928467 ạ. Rồi, mình đổi cây luôn. Tiếp theo là mã số 3B. Dạ. Mã số 3B là một cây mai quắn. Quắn này á nhánh ghép nè, to đùng luôn. Hồi nó quắn quá dữ luôn. Hồi lớn. Cây này quắn dữ quá luôn nè. Dạ. À, đó, rất là quắn luôn với cô chú anh chị ơi coi nè. Ngộ ha. Quắn tự nhiên giống như cô gái tóc xù. Dáng cũng đẹp kìa. Đế cũng rất là quái luôn nha. Đế quái nè. Rồi sang dòng đi ha, sang dòng. Đế quái mà tóc quắn. Rồi, xong số nè ha. Dạ, hoành ở vị trí này là 13,5. Rồi, 13,5. Chiều cao là 49. Rồi. Tàn ngang là 40. Dạ cây mai quắn mã số 3B này giao lưu với giá là 1,2 triệu, bao ship có toàn quốc ạ. 1,2 triệu, bao ship có toàn quốc. Rồi đổi cây luôn hăng ơi. Tiếp theo là mã số 2B. Mã số 2B là một cây cúc 150 cánh nha quý cô chú. Cúc 150 cánh. Dáng tật này tàn này cũng là tàn thông nha. Đều tàn. 150 cánh là quý cô chú anh chị ơi, cúc 150 cánh. Bông nó rất đẹp lắm luôn. Bông nó thì rất là dày cánh luôn, tới 150 lận mà. Nó cũng có mùi thơm nha. Rồi cho anh xin thông số. Dạ hoành ở vị trí này là 19. Rồi hoành 19. Chiều cao là 74. Rồi. Ngang là 41 ạ. Dạ cây cúc 150 cánh mã số 2B này em giao lưu với giá là 800, bao ship có toàn quốc nha. Rồi. Rồi đọc thêm mã số tiếp theo. Dạ. Dạ là cây này là cây cũng là cây cuối cùng của clip nha. Mã số cuối luôn quý cô chú anh chị ạ. Dạ là mã số 1B nha quý cô chú. Cây cúc 150 cánh ạ.
150 cánh, mã số 1B cũng là mã số cuối luôn nha quý cô chú anh chị. Đó, quý cô chú anh chị nào có muốn mua thì liên hệ theo mã số ha, 1B. Đó, dạ, có kèm đây, theo chữ B nha quý cô chú anh chị. Cái này cũng có âm ngủ đây nha quý cô chú. Đâu đâu đâu. Đây. Rồi rồi, thấy được cái nụ rồi. Đó, âm nụ rồi. Này về là Tết là chơi bông đẹp lắm quý cô chú ơi. Dạ. Rồi thông số luôn đi ha. Dạ hoành là 16 rưỡi. Dạ đây. Rồi 16 rưỡi. Chiều cao là 59. Cao 59. Tàng ngang là 42. Rồi. Dạ cây mã số 1B này giao lưu với giá là 700, bao ship có toàn quốc ạ. À. 700 bao ship có toàn quốc quý cô chú anh chị ơi. Đó, mã số cuối rồi mình cũng giới thiệu lại cái số điện thoại mình cho quý cô chú anh chị dễ giao lưu đi ha. Dạ em cũng giao lưu qua số điện thoại là 0398928467 ạ. Dạ cuối clip thì cũng xin cảm ơn quý cô chú đã quan tâm theo dõi nha. Dạ, theo dõi kênh nó thì ủng hộ nhiều nhiều cho em nha. Rồi. Dạ. Quý cô chú dạ. Anh chị nào có thích cây nào thì liên hệ cho Ngọc Hằng hay quý cô chú anh chị. Rồi, cảm ơn Ngọc Hằng đã giao lưu một số cây kiện với quý cô chú anh chị. Dạ. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã đến với kênh Bonsai Cần Thơ và luôn ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo ạ. À.